trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11. Ngày 3 tháng 11, Tổng thống Mông Cổ Ukhanagin Kuresuk cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Mông Cổ đã tiến thăm khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Tiếp đón đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Phũ, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh ủy, bày tỏ sự vui mừng được đón Tổng thống Mông Cổ và đoàn công tác đến tham quan khu công nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hy vọng thời gian tới, Mông Cổ sẽ tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Hòa Bình trên các lĩnh vực, đồng thời cam kết tỉnh Hòa Bình sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất khi các nhà đầu tư đến với tỉnh. Khu công nghiệp Lương Sơn có diện tích 83 ha, tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng, đã được đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào khai thác vận hành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Hiện tại đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, thu hút được 39 dự án đầu tư, trong đó có 17 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký trên 230 triệu USD và 22 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.690 tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong khu công nghiệp Lương Sơn đã đóng góp những sản phẩm mới cho ngành công nghiệp của tỉnh như phụ tùng ô tô, pin năng lượng mặt trời, nhôm kính xây dựng, thép, các sản phẩm may mặc xuất khẩu, các sản phẩm từ nông sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 6,5 triệu đồng một người một tháng, tương đương gần 300 USD một người một tháng. Tổng thống Mông Cổ Ukhanagin Kuresuk đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình thời gian qua. Tổng thống mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư của Mông Cổ sẽ đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai tỉnh kết nghĩa Hòa Bình và tỉnh Túp của Mông Cổ nói riêng, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ nói chung, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.